Bữa đó lễ tặng bông sen rất là nhiều, mà mỗi cái đèn bông sen nó có cái pin, nên về nhà mà tháo pin ra ghim điện xuyên suốt, chứ nếu không nó chảy pin á. Cần lúc nào mà cúp điện mình hãy để pin vô, chứ nếu mà để pin trong đó mà ghim điện là pin nó chảy á, nó chảy là hư đèn luôn. Ủa à, đó là thông báo cho vị biết. Tặng đồ mà còn sợ hư. Hôm nay chúng ta có bài chia sẻ, đó là câu chuyện quá đặc biệt. Em chỉ đọc vào câu chuyện đặc biệt là câu chuyện hồi sáng mới đưa bà cụ lên đài quả tác. Bây giờ mình phải tin Phật Bồ Tát á, mình niệm Phật có Phật sắp xếp. Cụ cũng nghe nhà thuyết giảng rồi biết chùa mình nhà siêng niệm Phật, đi lại đây dự lễ Phật đản, xong yếu, yếu xong mà đưa phòng hộ niệm, có con gái đều đến hộ niệm cho cụ 63 tuổi. Xong cụ ra đi, niệm thêm gần 20 tiếng hồn, rồi bữa nay đưa lên đài quả tán. Những đức đứng ở làm đám của đàng hoàng. Ngày nay thứ bảy cộng tu, Phật tử rất là đông. Thấy rõ ràng không? Cái nhân duyên mà mình trồng có mắc đâu không? Đó, duyên phước mình tạo sao thì hưởng gì? Mình nhìn thấy người ta ở đâu ngoài đời vô đây tự nhiên được gì, nhưng mình phải biết rằng người ta có tu tập. Tu tập. Còn có khi những người ở trong chùa mà mình lại không biết chấp hành quy củ, rồi không lo siêng năng niệm Phật, không biết nghe lời, không biết cảm ơn. Khi hết duyên phước rồi thì tới ngày mình sắp mắc cái tự nhiên nó khiến mình đi ra ngoài. Còn người ta mà dù ở xa nhưng người ta biết nghe lời, biết tu, biết niệm Phật, siêng năng rồi, gia đình có ngôi tam bảo, siêng tu, cuộc đời mình có Phật sắp xếp hết trơn. Chứ hết. Chứ đừng có lo chuyện quê hương của mình ở xa ban hộ niệm, không có ban hộ niệm, không gần chùa chiền, lo sợ khỏi. Quý vị cứ cố gắng ở đâu siêng tu ở đó. Bây giờ mình nghe đạo rồi, đối với chữ hiếu với cha mẹ quan trọng, rất là quan trọng. Quý vị nhớ, một con người mà có tâm hiếu đạo thì mới có sư đạo. Câu này rõ ràng, Phật nói đạo Phật là đạo hiếu, hiếu đạo. Tâm Phật là tâm hiếu, nên nó lót từ cái chữ hiếu, hiếu đạo mới có sư đạo. Trước sau mới rõ ràng. Nên mình ở ngoài đời bận và cỡ nào bận, nhưng cố gắng dành thời gian với cha mẹ này quan trọng. Nên có những người mình không khéo đi chùa suốt luôn, nhưng mà quên ơn cha mẹ. Đi đến chùa nhiều nhưng mà lại không thương cha mẹ. Rồi thích làm việc thiện, việc phước mà không lại, thì không cúng dường cho cha mẹ. Bữa đó Nhân Đức chia sẻ một đoạn ngắn về câu chuyện mà cái cô kia mà thấy không, sanh con ra mà bây giờ phải mong cho con được tốt, lễ vật mà còn mướn con, lễ vật mà còn phải mướn nữa. Nên mướn thời gian xong nó nói sao giờ này mẹ chưa đi tu. Ủa nay sao mày tinh tấn dữ vậy? Nói con tinh tấn mới được 100 ngàn. Nghe không? Cô này cũng có nghĩ cũng hay ấy. Cô nói thì tiền sau này cũng để cho nó đó thầy ơi, nhưng mà nó không biết tu hành gì, không biết niệm Phật gì hết. Con biết niệm Phật là tốt, con nghĩ rằng bây giờ nó niệm Phật giết từ từ nó cũng có sự chuyển hóa.
kệ, đem đồng tiền của nó mướn lại nó. Nếu cái này bị hiểu rồi, quý vị dám mướn người ta hết trơn. Tại vì phước của họ, phước của họ mà đi lấy của họ để mà bắt họ tu. Cũng hay ghê quý vị, thấy chưa? Thật sự con người nếu không có cái phước đó không có hưởng được. Mà ngộ khi mà người ta niệm Phật lễ Phật là cái phước ta sanh. Nếu người ta không có phước là lúc ta niệm Phật lễ Phật là người ta sanh cái phước, người ta hưởng được cái đó đấy. Hưởng được. Nên niệm Phật lễ Phật nó sanh phước, sanh duyên sanh phước ra. Nó sanh duyên sanh phước ra hưởng được. Cái công đức niệm Phật lớn lắm, phải tin. Phải tin. Nên mình đem pháp môn tịnh độ này mình dùng đa dạng phương tiện để giúp cho người ta niệm Phật. Trong thời cuộc này mình thấy niệm Phật là tiện nhất, dễ nhất, đương nít mình áp dụng cũng được cho nó thuộc. Đó nên là nghe nói qua tuần này là nghỉ hè thì những đức cũng sắp xếp cho các cháu hết rồi đó. Mấy thằng trai thì cứ qua bảo tháp, qua bảo tháp bên đó thì những đức sắp đặt cho những thịnh, những đại với thêm ba chú nữa. Rồi mỗi ngày tu ba thờ, thờ tu ít lắm, thờ 2 tiếng. Nên còn buổi sáng thì nghỉ, sáng nghỉ, nhỏ con Nhung đồ vô tu 2 tiếng. Các bạn nam ta làm được, mình làm được, sợ gì đâu. Nên tu ít lắm, thời gian rất là ít. Nói chuyện chút rồi vô từ khóa tu gom lại chừng 40 phút. Cái đứa nhỏ niệm Phật 10 phút, lễ Phật nửa tiếng, nói chuyện đâu 10 mấy phút. Rồi xong cái thời khóa tu. Vậy đó nghe, mà trong mùa hè vậy đó mà người ta cũng được lợi ích đó. À, nên năm nay những đức đưa lên đó, mô hình vô cái là những đức có sự sắp xếp hết rồi. Vô cái là có sự sắp xếp. Sắp xếp làm sao đừng có nói. Nói nó nghe. Nó tính toán ghê, cái nhỏ tính. Nó sắp xếp mấy ảnh cũng đâu đó đàng hoàng. Nên là mong mà thôi kệ đi. Không lẽ nhận gái mà không nhận trai. Mấy tôi còn nghiệp mấy thằng trai. Có khi anh chị em người thân của nó đi, cả nhà mà lọt mình nó không được nhận, cả nhà dính lại, không đi được luôn. Nên ngoài Bắc đồ, miền ngoài đồ, người ta cũng dẫn con cháu ở đây đông. Năm nào mấy thằng trai gái cũng vô đây đông. Mà tuyệt đối là con gái phải qua bên kia, con trai bên đây. Chứ không có đứa con gái nào mà nói là con thích ở đây. Phải nói nó rõ ràng. Tại vì con gái theo con gái chứ, gái theo con gái, con trai theo con trai chứ sao mà bên trai mà con gái đồ ở bên đây được, thấy không? Để nó ở bên đây là làm phiền cái thằng trai cũng khó, nó cũng quậy mà nói không nghe, thấy không? Nên từ nơi đó mà gieo cái thiện duyên cho con mình. Nhưng đức nói không có một cái tài sản nào lớn bằng mà để Phật pháp cho con mình. Nghĩa là để Phật pháp cho con á là món tài sản lớn nhất. Của cái vật chất để lại cho nhiều mà con hư thì cũng bằng không. Bằng không. Nên muốn dạy con mình là chính cái hành động mình thương cha mẹ mình. Như Đức nói hoài, hành động mình thương cha mẹ mình, con nó nhìn thấy. Nhìn thấy mình thương cha mẹ, thương bên nội bên ngoại. Bởi vì mỗi lần mình qua bên nội bên ngoại mà của con á, là cha mẹ mình, bản thân mình cũng phải diễn một chút. Diễn là hiếu kính với cha mẹ, con đứng nhìn thấy. Nó hiếu kính với cha mẹ, con cũng quỳ theo. Nó bị ấn tượng rồi sau này nó đối xử với mình vậy đó. Nó làm với mình vậy đó. Mà con của mình nó làm với mình vậy thì nó mới có đạo đức. Mà có đạo đức thì mới có phước. Mà có phước thì nó mới hưởng được chứ. Nghe không? Đó. Nên mình niệm Phật vãng sanh, nhưng mà mình cũng không đá đổ thế gian pháp được.
Tại cái cuộc sống của gia đình, cuộc sống của đoàn thể, xã hội, chúng ta phải đi vào cho nó thấy phù hợp. Nên ngày mai là Chủ nhật, nhưng mà cũng ngay cái ngày sinh của bác, nên mình tổ chức cộng tu Chủ nhật thì thường là Chủ nhật cộng tu bình thường rồi. Nhưng mà năm nay lại ngay ngày sinh của bác, nên mình tưởng nhớ đến ngày sinh của bác, quý vị. Mà hình như mỗi năm tới ngày sinh của bác người ta cũng tổ chức được dữ lắm, đúng không? Nên từ nơi đó mình tuy trong chùa, nhưng mà thật sự mà nói, nếu mà không nhờ có bác đồ này kia rồi thì chúng ta có khi có được bình yên như ngày hôm nay không? Nên ví dụ giống như mình hôm nay mình học Phật, mình cảm ơn Phật, nên bây giờ tới cái mùa Phật đản là ngày sinh của Phật, chúng ta tổ chức cái chương trình tưởng nhớ Phật rất là hoành tráng đấy chứ. Nên đúng ra mỗi một con người dù là tín ngưỡng về đạo nào, nhưng mà nói về đất nước, là cái ơn đất nước, thì đúng là mỗi năm mà ngày sinh của bác thì nên nhớ đến ngày sinh của bác. Mà nhớ đến ngày sinh của bác là cái đại diện cho nhớ ơn tổ quốc. Đại diện, bác đại diện cho tổ quốc. Nên mình nhớ ngày sinh của bác là mình biết ơn tổ quốc. Biết ơn tổ quốc. Nên nếu mà không có tổ quốc mình không có ngồi để bình yên. Mà đã không ngồi để bình yên được sao chúng ta tu? Bây giờ ví dụ mình đang ngồi tu, người ta chạy vô, người ta vượt mình, không ai giải quyết hết trơn, sao mình ngồi tu được? Thật sự mình nói, nếu mà không an, không yên để mình tu, vì đang ngồi đây nghe Pháp, vì nhìn giáo giác, coi có ai vượt mình không để mình chạy. Mấy bà nói niệm Phật vãng sanh chứ mấy bà nhát lắm. Ừ, nhát hết ta. Nên từ nơi đó mà phải nói niệm Phật vãng sanh là gan gì đâu, nhát lắm. Nên từ nơi đó mà nhờ có cái lực lượng nhà nước đồ người ta bảo vệ, mình phải ngồi để mình tu yên tâm. Cái gì cũng còn pháp luật, còn đối với làm ác thì có nhân quả, còn thế gian pháp thì có pháp luật để giải quyết vấn đề. Chứ nếu mà nói cái gì cũng tha thứ vì những con người mà chừng nào đến với nó đến, rồi nó cũng làm mình te tu, sao mình sống nổi đây? Chừng nào nhân quả đến với nó thì mình cũng te tu cái hiện đời. Nên cũng nhờ có những người, người ta dùng thế gian pháp để người ta giúp đỡ cho mình được bình yên gì. Nên từ nơi đó mà chúng ta nhớ ơn tổ quốc, cảm ơn đất nước là quá đúng. Quá đúng. Thì có cái bài thơ mà nhớ bác cũng hay lắm nha. Thì mà đêm đó bác không ngủ á, thơ đó nhiều người biết phải không? Thơ cũng hay á nha. Nên từ đó là mai để những đức cho cái chú ở trong chùa ông đọc. Tại vì mình nhớ bác mà, tưởng nhớ ngày sinh nhật của bác thì ý nghĩa quý vị. Nên là thật sự mà nói quý vị biết rằng là Việt Nam chúng ta có Bác Hồ, gọi là Bác Hồ muôn năm là cái điều cũng đặc sắc. Chứ mình thống kê toàn thế giới ít có mà một vị lãnh tụ nào khi mất xong mà tới bây giờ vẫn còn cái hình tướng của ngài nằm đó, đâu có đâu quý vị. Dù đất nước chúng ta cũng phải giàu gì hơn đất nước nước ngoài, nhưng mà cái tâm biết ơn đối với bác nó quá cao độ, quá sâu sắc. Đúng không? Quý vị coi mà cái thời cuộc đó mà ngài đi tìm đường cứu nước đâu có đơn giản quý vị. Nghĩ trong cái thời cuộc mà nhân dân đang nghèo khổ, đất nước đang lạc hậu, người ta thấy mình yếu quá, người ta xâm chiếm. Vậy mà ngài đứng lên được là không phải đơn giản. Nên mà nói là Phật Bồ Tát thì hiện nhiều hình tướng để mà giúp người, không phải đơn giản nha quý vị. Chứ không phải là thể hiện làm tăng, làm cư sĩ không đâu, phải thể hiện người tu không đâu. Mà thời cuộc nào thì Phật Bồ Tát thì hiện theo thời cuộc nấy. Ví dụ như thời cuộc chiến tranh thì Phật Bồ Tát thì hiện làm tướng hay làm người lãnh tụ, đến chi cái tâm vì người mà giúp chúng sanh phù hợp mà biết vị. Nên cái tâm biết ơn nó quan trọng dữ lắm. Nên mỗi một con người chúng ta sống trong cái thời cuộc này, mình càng học Phật mình càng nhìn nhận quý vị ơi.
Nếu mà sống trong thời cuộc này mà mình lao theo cái việc hơn thua đấu đá thì không biết chừng nào dừng được. Nó không biết đủ đâu quý vị ơi. Làm giết thấy mệt lắm. Tại vì sao gì? Nó cuối cùng nó không biết đi về đâu. Chúng ta giống bị lạc lối. Nên trong cái sự hơn thua đấu đá chăm chích nhau, nó cũng giúp cho mình giác ngộ. Vì mình thấy ngao ngán chứ không gì. Nó ngao ngán thì quý vị, nó không có thoát mà nó làm cho mình nặng nề cái tâm. Nên từ nơi đó mình học Phật, mình nhìn thấu được, mình giác ngộ, mình nhìn được lẽ vô thường, mình buông xuống. Tự nhiên con người mình giết nó an lạc, nó tự tại, nó nhẹ nhàng cái tâm. Chứ nếu như mà bản thân của mình mà học Phật mà cũng lao theo đấu đá nhau thì mệt lắm. Thật sự rất là mệt, phiền não lắm. Không có sự an lạc đâu. Giống như những đức bây giờ mà mỗi ngày mà không vui, không biết làm sao mà giúp cho các cụ vui. Tại bước lên là la gầy không sao chịu nổi. Mình thấy một gia đình nho nhỏ thôi mà nếu mà thiếu tiền thôi nó cũng dễ sân si buổi sáng. Con lỡ nó xin mẹ ơi cho tiền con đi học. Tiền? Tiền của ai? Ba mày nãy tiền, bây giờ mày tiền. Đem tao đi bán đi. Cũng có những người nói con gì đó quý vị. Đem tao đi bán đi. Nó ba này bất kỳ cục, nó xin tiền nó đi học mà. Tự nhiên cũng lá, thấy chưa? Nó làm cho gia đình thấy xào xáo, thấy chưa? Nó nên quy về cái chỗ là cái tâm mình nó có an lạc hay không? Cái tâm mình nó có vui không? Cái tâm vui thì cái gì nó cũng tha thứ được. Còn cái tâm mà nó không vui rồi, cái gì bị tha thứ cũng không được. Mà muốn cái tâm vui thì phải nhớ Phật, niệm Phật. Cái này là cái gốc quan trọng. Nhớ không? Thấy vị thấy mà chia sẻ Phật Pháp mà hiu hiu thôi là nhìn xuống. Thấy bà hiu hiu liêm nhiên. Kinh khủng chứ, bởi vì nói. Bởi vì cái lượng người mà ngồi trực tiếp mà nghe như Đức giảng là cái lượng người nó quá đông quý vị. Nghe được, mà lỡ đây nghe được là không đơn giản. Nói thí dụ như trên mạng người ta giảng đồ mà coi đông giỏi lắm, ta bấm bấm coi mới coi hết bài không. Nó coi ba chớp ba nháy rồi xong, nhìn cái like vậy thôi. Chứ ngoài ra thì cái ngồi ở đây này nó quan trọng nè. Bài Pháp là nghe hết cả bài. Mà nếu như mà không có phương tiện mà vui vẻ sao ngồi? Nhân Đức nói nhẹ nhẹ thôi đó, quý vị thấy không? Là Nhân Đức nhìn xuống là Nhân Đức thấy rồi đó. Thấy bơ bơ rồi. Bơ bơ đó quý vị. Nó thấy chưa? Thấy căn tính mình chưa quý vị? Bởi vì mà nói Nhân Đức nhìn ra được. Nhìn ra được. Nhìn thì thấy cách giảng giống như mình hào hứng rồi nhìn nó thấy nó sao thấy nó không giống cái người gì giảng đạo, nhưng mà người ta với người ta lại không có ngủ kìa, thức người ta cười người ta nghe kìa, là quan trọng ở chỗ đó đó. Còn mình nhẹ 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 nhưng mà người ta lại ngủ, mà giờ người ta mà đến ngủ vài lần thôi là người ta nghĩ đến quý vị ơi, vì ngủ là nó đâu có muốn nghe. Rồi làm sao mà bà đi lỡ đây làm chi? Cái kiểu thà nó đi ngủ. Chứ ngoài ra mà nó buồn ngủ. Mà nó không được ngủ nó khổ lắm quý vị ơi. Thật sự mà nói thà quý vị đi ăn với đói bụng mà không được ăn nó không đơn giản đâu quý vị. Cái đói ấy, nó ghê lắm. Và cái buồn ngủ mà không ngủ nó ghê lắm. Nó không nói thiệt chứ có một chút xíu rồi thấy 10 phút. Nhẹ nhẹ nói nó. Nhẹ nhẹ thôi mà Như Đức nhìn ngay ở đây nè. Ngay ở đây mà đã có. Mấy bạn gì nè. Là rõ ràng luôn đó quý vị thấy chưa. Bởi vì bà giảng Nhận Đức mà háo hức gần 2 tiếng đồng hồ. Không đơn giản nó. Nên từ nó thường ta giảng 1 tiếng. Nhận 2 tiếng đồng hồ mà người ta phấn chấn ngồi nghe. Ở cái chương trình Phật Đản mà bữa đó. Cái bữa hát á. Cái buổi hát á quý vị. Cái thời gian ngồi á. Không tưởng tượng được. Mà bữa đó là Nhận Đức tính rồi đó nghe. Tính là phải 12 giờ xong đó. Nhận Đức mới tính ra cái giảng đó đó. Chứ gặp mà Nhật Đức giảng tới 10 giờ thì quý vị tới 2 giờ chiều.
Những đức ngồi mà, những đức cũng rim hết mấy ngày. Ngồi quý vị biết rằng cái ghế này dựa được nè, bữa đó cái ghế bên kia không có dựa được, nó cách một nhiêu, nó bự ra nó cách nhiêu. Cuối cùng ngồi bao nhiêu tiếng hồ ngồi gì hoài luôn. Chứ vị ở dưới thì quý vị còn, còn trên đây thì gì nè, gì hoài luôn, gì hoài luôn 5 tiếng, 4 tiếng rưỡi 5 tiếng một. Không đơn giản quý vị ơi. Ừ. Xong về nó chân cẳng bình mẩy nó mỏi, nó rim luôn, nó mỏi luôn quý vị. Rồi xong rồi bữa đó tắt, muốn tắt tiếng mấy bữa, bị nắng muốn tắt tiếng mấy bữa luôn. Biết sao? Nó ủa, trong bụng nó ủa đó tới giờ đâu có giờ mình chia sẻ Phật pháp mà nó tắt tiếng lạ kỳ bằng cách cái kiểu này ta. Mà nó muốn bị tắt tiếng và muốn bị sốt. Nó nóng, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà sau này những đức nói Kim Tho là thôi, tới Diếu Quan Âm này chọn 10 ca sĩ. Rồi Kim Tho nói kỳ này chọn một buổi 10 ca sĩ là được rồi. Bữa đó là bớt gánh năm, Phật cũng gia hộ. Bớt năm, chứ nếu mà không bớt năm là 20. 20 là thêm tiếng nữa quý vị, là 1 giờ. Ghê không? Còn nếu như mà giảng tới 10 giờ thì tới 3 giờ. Tới 3 giờ chiều. Xong hồi hướng cũng như thật luôn. Hương Linh mà ngồi đợi mình chắc cũng á. Đây đợi cũng như thật từ sáng đợi cho tới. Tới 3 giờ chiều Hương Linh nó nói cái pháp hội gì đâu mà lâu thế ghê. Kinh không? Nó bởi vì cái gì mình làm việc cho Phật Bồ Tát cũng có Phật Bồ Tát gia hộ. Còn quý vị thấy cái buổi chiều đó, nghe nói thành phố Đồng Nai mưa lắm, với gần gần ở đây mưa nhiều, riêng đây không mưa, thấy không? Vì thấy cái pháp hội mà cái nơi mà nếu mà có lễ vật đồ, vì thấy không đơn giản. Vì mình tán thán cái pháp tu cho người ta tu giải thoát quý vị. Hình như có Phật Bồ Tát cảm ứng gia hộ. Chuyển gì đâu mà đứng gió. Đứng gió mà chuyển đen kịch. Những đức đúng ra 6 giờ 15 mới qua. 6 giờ 15 qua để cho khăn với bông sen tặng cho hết đi. 6 giờ 15 mới qua. Vì mà những đức thấy cái tình hình sắp sửa mưa để chạy qua liền. Có gì mình cũng ngồi yên chỗ đó. Còn nếu mà mưa rồi mình qua thì còn ý nghĩa gì? Mà không có mình ở đó mà mưa một cái họ chạy. Mà không có ông thầy đó họ chạy liền quý vị. Mà chừng vài ba người chạy là nó chạy theo. Con người mình nó ưa làm theo lắm quý vị ơi. Ví dụ như đi vào giảng sanh vậy đó. Mà thử đi 50-70 người mà đang đi bằng đêm. Tự nhiên chỉ cần có 3 đứa, 5 đứa thôi. Nó nói ma, nó chạy bạch, mấy chục đứa kia chạy theo đó quý vị. Lúc đó nó càng quét ông thầy. Bằng đêm mà quý vị, bằng đêm mà nó đâu có biết ai đâu, nó chỉ tránh ma thôi. Thì nó chạy, nó đè ông thầy chết queo chứ sao bây giờ. Gặp bây giờ những đứa mập bụng bự nữa mà nó chạy, nó lướt ngang mà nó đạp. Chết chứ không phải giỡn nha quý vị. Nên mà mình bây giờ mà mình mập mạp kiểu này, mà kiểu mà lễ lọc mà đông mà chờ chứ người mưa, mà lỡ có mưa hay gì mình cũng ngồi yên, mình không dám chạy bậy bạ. Chạy bậy bạ mấy bạ chạy đạp chết chứ không có chuyện dẫn chờ đâu nghe. Mà chết đó kỳ lắm mấy vị ơi. Thấy không? Thà chết niệm Phật vì được niệm Phật đưa tiễn đi được. Còn này cuối cùng người ta đưa lên là người ta nói là thầy bị Phật tử đạp chết. Mà mấy người ta thích thì người ta còn tội nghiệp, còn mấy người nó không thích nó vừa tội. Vừa tội hô bỏ đạp. Cuối cùng mấy đứa vỗ tay hô hạ đạp chết queo. Phải giỡn đó quý vị. Tại vì mỗi ngày có khi họ vui vỗ tay á. Vỗ tay rồi la lối âm sụp. Hăng hoang lên. Nhưng mà khi mà họ ăn ngoan quá, mình xài hết cái phước cái chỗ đó, cuối cùng chính họ đạp.
Nhất là mấy cái bà mà hô hạ này, bà khi bà chạy là bà càng ghê. Tại vì mấy bà kế mình nên... Ông nói cho vị nghe nghe, cái con người ta đó quý vị, là cái mạng của họ, họ tự lo dữ lắm. Nói thì nói vậy đó, nhưng đụng chuyện cái mạng tự lo dữ lắm vị. Giống như ngày xưa mà cái cầu bên Campuchia vậy đó, mà nó sập nó mà chết là do người ta chạy vô á, rồi nó dính lại nhà. Con người nó dính vào nó chết, chứ đúng ra đâu nó nổi chết dữ vậy. Nhưng mà nó giảm, nó la, nó sợ. Khi cái gì nó sợ, bởi vì con người mà đụng chuyện gì bình tĩnh, bị ngồi yên đi, nó không có chết bao nhiêu người đâu. Nhưng mà con cá là mấy cái đứa nó nhét, nó chạy. Nó chạy bạch, mấy đứa kia nó chết bồ, nó chạy, tao chạy theo. Thì mấy cái tớp này chạy đi, tớp kia chạy theo, nó chạy. Rồi cái tớp trước té, tớp sau đè, tớp sau bị té, tớp trước, tớp sau đè. Nó cứ đè, chết. Chết chứ không gì. Nên mình nghe đạo, mình gặp sự cố gì phải bình tĩnh. Bình tĩnh nó mới sanh trí tuệ quý vị. Vẫn đó, bình tĩnh. Thấy không? Giống như mình đi đường mà mình bình tĩnh, mình cũng nhìn được đường. Còn mình đi đường mà mình không nhìn đường đàng hoàng, mình không bình tĩnh, mình lọt ổ gà quý vị. Lọt ổ gà chứ không giỡn đâu. Cũng như kể một câu chuyện bà cụ mà, bà hộ niệm, nó thấy chưa? Thấy kinh chưa? Chết gì mà chết kỳ cục. Như thế, tự nhiên kêu hộ niệm bật người lên, nhủi đầu vô bức tường, té lộn mèo. Nói thấy câu chuyện ghê chưa? Nên từ nơi đó quý vị phải cẩn thận. Nhất là lúc ngủ mà ta la lên cháy nhà, mình ưa quản lắm. Cuối cùng chạy đâu không chạy, nhủi đầu vô đống lửa. Nên con người niệm Phật là con người trong mọi hoàn cảnh phải bình tĩnh. Trong mọi hoàn cảnh phải bình tĩnh nghe. Đó. Khi bình tĩnh thì giải quyết vấn đề rất là nhanh. Mà việc lớn đến quý vị là thành việc nhỏ, việc nhỏ đến quý vị thành biến mất luôn. Còn con người mà không bình tĩnh, việc nhỏ thành việc lớn. Mình là nghe đạo mình hiểu rồi. Bây giờ có khi mà gia đình, nhà kế bên, hai gia đình mà hai đứa con nít chơi chung quýnh lộn mà hai ông cha bay có quýnh luôn. Tại vì ông cha này bên đứa cháu, ông cha kia bên đứa cháu, hai người bay vô giọng nha, quýnh nhau kịch kịch, lấy cây đập nhau chết queo. Cái chuyện xảy ra từ hai đứa con nít. Nên con người mình nghe đạo rồi, cái chuyện con nít mình dàn xếp nó thành chuyện nhỏ xíu mất tiêu luôn. Nít viên nít mà mình đi nhào ra, mình thành nít rồi. Nít thì nó mới chơi, nó mới đụng chạm. Còn người lớn thì phải hiểu biết. Nên mình nghe đạo, mình gặp những sự việc mà con cháu người thân mình phan nó dội vàng binh. Với con gái mình đồ mà đi có chồng mà nó gì nó nói bên chồng nó, Phan nó nghe nó, có chừng mình nghe mình bậy đó. Nó gì nó kể nó đúng không? Trong khi nó cũng hô hà, nó cũng la lối sùm, nó cũng ác. Nên người ta mới quýnh nó. Vậy mà cuối cùng nó về nó nói là chồng đánh đồ không. Mình nghe lời con mình, cuối cùng mình qua mình chửi xui gia, cuối cùng người lớn nó xảy ra vấn đề nó không đúng. Nên mình phải bình tĩnh, không có được dội vàng là thất bại. Thấy không? Dội vàng là thất bại. Nên cái người làm cha làm mẹ, người lớn có gì trước nhất la con mình tiếng, rồi xong mình tìm hiểu. Còn nếu mình không la nó một tiếng là dính bẫy. Khi con mình nó thuốc mình, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Hết sức là cẩn thận. Đa phần con người ta bị tình thương mà mù quáng. Nên mình phải cẩn thận trong cái mù quáng của tình thương. Chứ nếu không là mình lọt hầm lọt hố á. Nó nghe đạo những điều này quý vị thấy nó gần gũi không? Những đức chia sẻ Phật Pháp là nhờ những đức kể chuyện quý vị. Mấy bà thích nghe kể chuyện đó. Thích nghe kể chuyện. Mà kể chuyện mình không biết trên trời dưới đất ở đâu, nhưng mà nó lại ngay chúng sanh, nó lại giải thích. Người ta thì thí dụ như người ta giảng kinh thì người ta đọc kinh. Còn mình là chia sẻ Phật Pháp, mình kể chuyện xác thực trong cuộc đời. Mà câu chuyện đó là cái câu chuyện nó có không có gì không biết, mà nó là của mình đó. Câu chuyện đó nó nằm tương lai mình đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó nên mỏi một người. Cái bà nhiều chuyện đó, bà thích nghe kể chuyện. Khi mà quý vị mà
Quý vị giảng pháp mà bị nỉ non mới nói bà ngủ chứ nghe, mà kể chuyện phải làm. Nhiều bà lắm, nhìn chú thấy cái mặt tội nghiệp lắm quý vị. Có nhiều bà ngồi dưới tóc á, chú thấy ngồi đây giảng phải làm nè. Tội nghiệp ghê. Mà nhất là kể chuyện nghe. Nó kể chuyện với mình kể chuyện kiểu thế giới cực lạc được quý vị. Mình kể thế giới cực lạc mà mình kể nó sống động á. Chứ đừng có kể thế giới cực lạc mà theo văn. Theo văn mấy bà bùng mà ngủ nữa. Mà kể thế giới cực lạc mà giống như mình ở thế giới cực lạc mà xuống đây vậy đó. Họ nghe cái này nè. Thế bà làm gì đó. Chúng sanh mà quý vị phải làm sao mà người ta mà tỉnh được nó tích. Kể mà hấp dẫn đó quý vị. Kể chuyện mà phải thêm mắm thêm muối. Bây giờ nhà nước hỏi quý vị nè, đồng hũ ăn đi, đồng hũ đó vị ngán không? Nhưng mà chiên ớt thì miếng xả ngon, thấy chưa? Cũng là đồng hũ đó. Rồi là làm này món kia này món kia cũng là đồng hũ đó quý vị, không đồ chay cũng là đồ chay, nhưng mà lại đồ chay này đồ chay kia đồ chay nọ, tại vì con người mình nó dễ ngán, nó dễ chán. Nên muốn cho họ ăn chay là phải có nhiều món chay để phương tiện cho họ ăn chay. Chứ nếu như mà ăn đồ hũ đi, nói, tao không ăn được. Gai nào cũng đồ hũ. Rồi tao phải làm bao nhiêu chuyện, tao lo bao nhiêu chuyện gia đình này, tao lo, tao khổ, tao cực. Mà tao bị nói này nói kia mà đồ hũ. Tao không ăn đồ hũ nữa đâu. Thấy không? Thấy mình khổ quá còn bị nói này nói kia quý vị. Cuối cùng đâu có thông tâm đâu, cuối cùng đâu có ăn đồ hũ. Bởi vì cái căn tính chúng sanh nên Đức Phật mà còn gọi đưa 84,000 pháp môn. Thì chúng ta đúng ra món ăn cũng phải 84,000 món ăn để phù hợp vào cái tính tình của chúng sanh. Nó cũng là đồ hũ, cũng là đồ chay mà khi làm đủ chuyện thì bà ăn và nghiến ngấm vào đó công nhận. Thì lại cho hộ pháp gì đâu mà ăn chay nó ngon gì đâu mà ngon. Không? Như hồi sáng thì thấy không? Cái món nhà Đức chiên này cho vị ăn thấy nó hấp dẫn chưa? Thì biết rằng xay nghe. Sườn xay. Ướp, bớp. Xong để cái này kia vô, chắc này chắc kia vô, bám chắc lại. Rồi xong cái nhắn cục tròn tròn, đập bẹp xuống. Chứ sao? Nắng cục tròn do này bị đập cái bẹp xuống, lấy tay nhẹ lên nhẹ. Nó thành miếng tròn do mà mày dẹp dẹp như Đức lấy tay như Đức đè quý vị. Để nó dẹp dẹp và chiên lại. Được không? Quá hấp dẫn được. Nó. Cái món đó mà ăn với cải xào á, chưa đạt đâu. Phải là dĩa, dưa leo, cà chua, rau sóc kết hợp. Thấy không? Đó, phải có nước chấm nghe. Tùy nước chấm, người ăn thích nước mắm, người ăn nước tương. Mà phải có nước chấm mới ngon. Thiếu nước chấm là không ngon. Nên quý vị để ý đi, ăn chay nhất định phải có nước tương hay nước mắm. Vì cái chấm nó rất quan trọng. Còn nếu như mà không có nước tương, nước chấm gì chứ là cái món đồ ăn bị vô vị, không ngon. Nó giống như niệm Phật cũng là niệm Phật, nhưng mà lại niệm Phật rồi lễ Phật. Rồi niệm chậm, rồi niệm nhanh. Quý vị thấy cái máy niệm Phật như Đức chưa? Bao nhiêu cái điệu niệm Phật. Vì mỗi người mỗi cái tính thích. Nên từ nơi đó mà cái thích điệu nào thì niệm điệu nấy. Nghe không? Mình lên chánh điện thì mình cùng niệm với người ta vậy. Nhưng mà mình ra ngoài muốn niệm sao? Mình niệm cái chuyện của mình chứ. Miễn niệm Phật thì thôi. Niệm chậm, niệm nhanh gì miễn mình thích niệm, mình niệm đó là được thì mình cứ niệm Phật. Đâu có bắt buộc mình được đâu. Đó nên vị nó rất là tự tại. Nên quý vị biết rằng Như Đức chia sẻ Phật pháp là nhờ Như Đức kể chuyện nghe. Kể nhiều chuyện lắm. Blum tùm la chuyện cái chuyện. Nội mà quý vị thấy mà cái chuyện mà cái con vịt mà nó chui vô cái quần bà đó thôi. Câu chuyện nó không đơn giản đúng không? Nên thôi. Tránh con đó đi. Nghe không? Nên từ nơi đó quý vị thấy ghê không? Những câu chuyện như thế mà làm cho bị cười đó. Mà khi mà ta cười là ta tỉnh nha quý vị. Mà khi mà họ cười lên là ẩn mắt bá. Mà khi mà nói chuyện mà nhẹ 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 nghe là mấy bà ngồi chứ. Mà mình giảng pháp mình cũng sợ quý vị.
Tại vì bà liếc thì ghê quá. Bà mà không phải liếc mà bị bạn ngủ buồn ngủ quá. Thì thường là buồn ngủ là cứ gì nè quý vị. Nó buồn ngủ mà cái kiểu mà đã buồn ngủ đi, ví dụ như mình được ngủ đi. Mình được ngủ đi thì mình. Còn gì mà không được buồn ngủ mà lại không cho ngủ thì mắt thì nó gì? Nhưng mà nó vậy nè. Giống như còn miễn cưỡng quý vị. Còn cố gắng miễn cưỡng là thầy đang giảng. Thầy đang giảng mà mấy bạn nghiêng bên nó mà gật gật quý vị. Mà ngồi đây thấy có nhiều bà mà vừa giảng nhẹ nhẹ thôi nghe là mắt bạn gì cái miệng mới làm nè. Giật 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 môi quý vị ơi. Thì ghê chưa? Bởi vì cái phương tiện thuyết pháp á, nhiều người người ta nghĩ ủa thuyết pháp là phải làm sao kìa, phải kiểu cách làm sao nhẹ nhàng, không phải đâu. Bây giờ ở dưới ngủ hết trơn, giờ mình có kiểu cách gì cũng bằng không thôi. Nó ngủ hết trơn mà làm kiểu cho ai coi đi chàng. Ngủ hết trơn rồi. Nên ít lắm, ít người nghe được lắm. Con người mình bây giờ là làm với nó thiếu ngủ hồn thờ năm thịt bỏ lục được. Nó thiếu ngủ thờ năm tình bảo lục gì á. Mà nó không phải thiếu ngủ quý vị ơi, mà là mình thiếu thiện căn. Mình bị cái u mê của nghiệp lực nó phủ kín mình nó, nên mình buông ra là mình ngủ ha. Nhưng Đức hỏi quý vị, từ xưa tới giờ ai mà ngủ nhiều, có mấy người khôn không? Nó ngủ nhiều quá đâu có khôn đâu quý vị. Cái người thì không ngủ cũng không được, nhưng mà nó đụng đâu nó cũng ngủ, quý vị thấy nó đâu có khôn. Cái người mà nó ngủ tối ngày sáng đêm sao không quý vị? Buông ra là nhìn mặt kỳ lắm. Người mà nó ngủ nhiều thôi mà nó thức dậy thôi, nó ngồi vậy thôi là trước nhất nó hỏi cơm. Nó ngủ nhiều nó thức dậy nói cơm. Mà khi nó bưng tô cơm nó ăn là nè. Ghê không? Khôn nổi không? Không khôn đâu quý vị ơi. Ngủ nhiều quá nó không khôn đâu, thiệt luôn. Ngủ nhiều với ăn quá nhiều là không khôn. Nó lạ gì đó quý vị. Thà ăn ngon thì ăn một lần gì thôi, chứ nó ăn hoài. Giống như nó sập, nó ăn hoài vậy đó. Nó vừa ăn này xong nó ăn cái khác, vừa ăn cái kia. Mà con người mình nó tham kỳ lắm quý vị. Bởi vì vừa ăn cái này đúng là bị no rồi. Nhưng lạ là quý vị thấy cái kia thì nó ăn thử cái con sắt. Cái tâm mình nó kêu ăn thử kia. Mình nói ai no mày ăn cái gì nữa. No nhưng mà cái này thấy nó ngon quá. Mày không ăn. Mày muốn có không để ăn nữa. Ăn thử đại đi. Nó rồi sao vừa ăn thử xong cái nó nhìn cái kia này. Thôi kệ mày làm đại quý đó. Mà cái kiểu mà nó quá no. Nó tràn ra đó quý vị. Mà nó tràn ra vậy mà cầm hai tay cầm. Cầm theo. Hỏi cầm theo làm chi vậy? Cầm chút đói ăn. Có không? Nó cầm nó đói ăn mà nó chờ quý vị, chờ đói ăn quý vị ơi. Bị hổm kìa bên kia. Bên kia bà cụ kìa. Cái bữa mà chiên cá chay mà con cá sặc nó tí tí á. Cái bữa chiên đó đó. Bà ăn ngon thì sao không biết. Bà lấy cái bọc một xíu nè. Bà bỏ ba con vô. Lấy thùng bột lại. Bỏ một túi. Đem lên phòng. Biết nhét đâu quý vị? Nhét vô gối đầm. Tại vì mấy cô phải đi dọn. Mấy cô phải đi dọn thì ai mà nghĩ trong cái gối nằm đâu. Nhưng mà những đứa chỉ điểm mấy cô mình hết á. Mấy bà cụ già này những đứa biết. Bà là bà giấu tiền nè. Bà giấu nè. Bà xé cái lai quần kia. Nhét vô. Thấy không? Rồi mai cái túi ngay đây nè. Bỏ vô ở trong. Bỏ vô. Nên những đức nói bà đứng lại. Coi lai quần của bà. Bà nói có gì đâu. Gịch ra 500 ngàn. Vừa một cái có gì đâu. Những đức nói dịn vô ngay trái tim bà. Nói tim mà có gì đâu. Dịn vô lấy ra 2 triệu. Nó ghê chưa. Xong như thế kêu coi cái gói của bà, mà đừng có coi ngay chỗ nằm, mà coi bên đó.
bà mai cái lỗ tí ti nhét vô cái cạnh gói coi 5 triệu, bà nhét gì không có xài mà làm gì đó. Rồi mai mốt gần chết cái gì đó quý vị, là tiền đó đó chưa lấy ra, khổ gì đó quý vị. Chứ ngoài ra lo ăn uống đầy đủ hết trơn rồi, giúp bà mà đâu có hại bà đâu. Nó nhưng mà chỉ có những đức thôi mà làm gì được thôi, chứ ai mà đụng đến không có được đâu, đụng đến không có được nó. Nên phải có cái mạng nuôi người nghe quý vị. Như bà Châu ai dám đụng bà Châu anh hộ pháp á. Bữa đó những đức ở bên đây đi lễ về, bà đứng ngay chân chỗ khu tăng, bà từ xa bà chạy mà công nhận mấy bà cụ già mình bà khỏe thì quý vị. Bà thầm cái dạng gần 80 tuổi vẫn đâu, chạy du đến. Ôi trời ơi, một ngày không gặp thầy mà như một năm không gặp thầy. Ghê không? Đó, vì thấy mà công nhận lớn tuổi mà khỏe thì ghê. Có khi những đứa giỡn mà những đứa mà lấy tay những đứa ngoéo vô gần cổ vẫn giỡn vậy nè. Nhưng già khác không có gì đâu quý vị. Nhưng mấy cụ trong chùa mà làm gì đó, lấy tay ngoéo gần cổ gịch gì giỡn cười sặc vậy đó. Thích lắm. Thích như đứa giỡn vậy lắm. Thích là giỡn lợn mà lấy tay ngoéo cổ gịch gì nè. Hoặc là ngoéo cổ giết bà nghe cười sặc. Nó vui phải tự đó khỏe nó. Nên nuôi cha nuôi mẹ mình tìm nhiều cách cho cha mẹ vui, miễn cho cha mẹ vui là thấy tốt rồi nó. Ví dụ như bây giờ cha mẹ ở nhà đi, mình bắt nhạc thiếu nhi lên mình múa cho cha mẹ coi. Mình đàn ông nhưng mà mình giảng gái, mình đi đồ mình làm cha mẹ cười sặc. Mình làm cho cha mẹ cười là mình thấy mình mừng rồi. Mình làm đủ trò, mình làm chuyện này chuyện kia, mình quá trang đồ, mình làm cho cha mẹ mình cười, mình làm cho vợ con nhà cười, mình làm gì đó, tự nhiên cái gia đình mình nó tự nhiên nó xích gần lại với nhau, nó sanh ra cái hạnh phúc từ gia đình của mình. Đó. Vì biết rằng những đứa nuôi có cụ già, vì biết đâu phải đơn giản đâu. Những đứa qua khu của cụ, quý vị biết Tết những đứa chụp hình với các cụ, mấy cụ cười quá trời. Rồi những đứa múa, những đứa làm nhảy tưng, nhảy cò cò rồi các cụ bắt cười sặc vậy đó. Mấy bà già bắt cười sặc vậy đó. Vì chưa thấy mà cái khu yếu bên Đại Thùng Lâm mà gần 40 bà già đâu. Mà những đứa qua mà mấy bà chống gậy rồi bà lết đồ bà bò bà chạy theo du theo quý vị. Giỡn hả? Gặp những đứa bà vui vậy đó. Tại những đứa làm bắt cười. Đức làm bắt cười lắm. Nó những đứa gặp bà những đứa làm nè, những đứa mổ bà đừng mổ. Làm gì mà bắt cư nó, chứ không phải là cái chuyện gì lạ đó quý vị. Mà có cái những đức làm nó rất là tự nhiên, những đức có mắc cỡ. Nên mấy bà già bà mắc cư chứ gì chứ á, làm cho bà vui. Mỗi lần đến cái là tự nhiên chuẩn bị bánh, chuẩn bị kẹo, chuẩn bị kem. Hoặc là những đức đi qua bảo tháp là chuẩn bị kẹo trong túi, hoặc chuẩn bị cái gì cầm theo, gặp nít là cục hay cục kẹo. Nó mừng lắm quý vị. Nên mình phải tập giống học giống bác Hồ. Những đứa coi một công đoạn mà bác Hồ khi ra ngoài cái chỗ mà những người lính đã sắp sửa đánh giặc á. Vì mà bác Hồ móc trong túi kẹo ra cho mấy chiến sĩ. Một cục kẹo đó thôi mà làm cho nó xúc động, mà cảm thấy tiến lên. Chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị. Một cục kẹo đó không đơn giản đó. Mình thấy cái chuyện làm của bác đó, mình nhìn như là một chuyện rất nhỏ nhưng nó không phải nhỏ đâu. Cái tấm lòng đặt cho người ta nó không có nhỏ đâu quý vị ơi. Tấm lòng á, mình nói mà những bài thơ mà của bác, ví dụ như bác nói rằng bây giờ mà những người lính ở bên ngoài bây giờ là không có mền gì để đắp, nghĩ đến họ mà mong cho chờ mau sáng nên không ngủ luôn, chỉ nghĩ đến họ thôi, mong cho chờ mau sáng. Vì mình được ngồi ở đây còn họ chờ lạnh buốt cỡ nào. Nó cái tâm đó nó cảm hóa quý vị. Nên con người lãnh đạo mà gần gũi gì người ta thương, mà người ta thương mình nói người ta mới nghe. Như quý Phật tử mà mình thương người ta, mình nói người ta mới nghe. Mình kêu người ta niệm Phật người ta niệm, chứ người ta ghét mình sao mình nói người ta nghe. Nó nên chiều nay là chưa chân mà chuẩn bị
mấy cái món đồ ăn. Chiều nay mà chuẩn bị kho món kho tàu chay, kho tàu chiên sẵn, bỏ vô cái thau sẵn nha, làm nước dừa nha, riu niêm niêm miếng nha, nó rồi xong đổ vô đậy lại, tại vì cái loại đồ chay mà mình bỏ vô mình kho chung nó rã, nên mình phải chiên xong mình để ra sắp ra cái thau, xong mình làm nước mình chế lên thôi, rồi mình ngâm nó một chút cho nó thấm vô, vậy thì chút múc ra nó còn miếng nào ra miếng nấy, cái nước thôi nó nhừ hết trơn. Làm một bánh mì mà quý vị, mì với sườn nó kết lại nó giống như ba gọi, hiểu không? Đó. Nghe cái mê rồi đó chưa? Quý vị coi, mà miếng đồ xào hay rau sống gì nghe, cặp vô, nhất là miếng cải xanh nghe, lấy nguyên cái lá cải gấp một miếng kho tàu chay để lên cuốn lại, chèn ô chấm thêm miếng nước chấm bỏ vô miệng. Thèm gì đâu quý vị vô. Vậy tôi quyết chứ quay chuyện dẫn chân nha quý vị. Đó. Nên tối đêm nay thì lớp đạo làm con thì gọn thôi. Là người hủ sữa chua. Sữa chua cũng phải đơn giản nha quý vị. Ngon. Với người bịch xà lách. Xà lách. Hiểu không? Nên nhiều người ta nói ủa mình chia sẻ Phật pháp cái gì ta? Không biết cái gì luôn. Mà làm ta hết buồn ngủ mà làm ta vui. Mà vui rõ ràng mà quý vị. Nó kể bởi vì rõ ràng Phật pháp là cuộc sống hàng ngày vì ơi. Nếu quý vị nói cuộc sống hàng ngày là Phật pháp, bởi tổ sư ngày nói bình thường là đạo vì ơi. Nên cái bình thường là đạo. Mà tại sao được cái bình thường? Vì mình niệm Phật mình bình thường. Vì mình muốn giảng sanh thì mình bình thường. Và mình bình thường để mình cho người ta dễ bước lên. Chứ mình cao xa thì sao người ta bước lên đây? Cao xa thì sao người ta bước lên đây? Nên hôm qua Hòa Thượng Ngài nói một câu hay, những Đức nhớ. Hòa Thượng Ngài nói một câu, Đức Phật khi mà đi tu 6 năm mà khổ hạnh đó, Đức Phật thị hiện. Khi Đức Phật đã chứng quả rồi thì cũng phải có cấp cô độc. Phát tâm xây tịnh xá. Xây tịnh xá rất là lớn. Mà cái xây tịnh xá này mà cả Đức Phật Ngài cũng có một cái giống như là một cái cốc đi Đức Phật ở. Chứ đâu phải Đức Phật đi ngồi ngoài mưa hoài ngoài đó. Không có ngồi ngoài mưa hoài. Mà Đức Phật có tịnh xá để làm chi biết không? Để cho Phật tử đến đó để được ở trong đó để mà tu. Nên á, nếu như mình muốn tu đạo mà đi đến giải thoát của bản thân, tự lực rồi sau này mới độ tha. Tự độ và độ tha, tự độ là đầu tiên tự độ, là pháp tự độ là cá nhân. Thì thà mình ẵn chỗ nào mình tu tự độ. Nếu khi đã bước ra để lợi tha thì pháp tự lực thì phải chứng quả. Nhớ có một lần Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, có một người ta cúng Ngài một cái nhà ở trên núi đẹp. Ngài thấy cái hoàn cảnh đặc biệt quá, Ngài muốn ở ẩn mình tu tập khoảng 3 năm. Thì về thỉnh hỏi với thầy Lý Bỉnh Nam: bạch thầy, có người cúng cho con cái nhà trên núi, hoàn cảnh nó rất thanh tịnh. Bây giờ con xin hỏi thầy, con có nhận được không? Thầy Lý Bỉnh Nam thầy nói một câu: ông là ai? Ông là ai mà muốn ẩn cư? Ông biết cái người ẩn cư là ai không? Cái người ẩn cư là người đã tu hành chứng quả rồi, mà người ta cắt một cái liêu thắt nho nhỏ, người ta ngồi trong đó để làm chi biết không? Để cho người ta biết rằng người này đã chứng quả rồi, đến thỉnh người này ra độ sanh. Thấy không? Đó. Nên chúng ta là người bình thường, phải đối duyên đối cảnh mà tu.
Nhưng mà trong cuộc đời này đối duyên đối cảnh làm sao cho phù hợp, đối duyên đối cảnh cho nó phù hợp. Thật sự mà nói, cả mình ở đây mình tổ chức mình lo cho người ta tu không, bây giờ ai đi tìm hiểu cũng thấy rõ ràng, về chùa là điều là sắp xếp ban bệ nấu cơm ăn, ăn chàng ơi. Nó thiệt, bây giờ mà như ở đây bên đây gạo người ta ít cúng, ngộ bên đạo tràng kia ít cúng, chỉ có hộ pháp. Nghĩa là sao bên đây người ta ít cúng gạo nghe, nên có mình bên hộ pháp phải chia qua. Nó mà cái lượng ăn không đơn giản đâu quý vị ơi. Cái lượng con người đó không đơn giản đó, tuy là hộp hộp cơm mà dữ lắm, nấu bao ginh cái giá ầm đó, mất tiêu cái kho gạo. Xong vừa tổ chức lễ xong rồi Đức hỏi mấy cô, gạo đâu tiêu hết rồi mấy cô? Bà nói con cũng không biết ở đâu hết rồi. Tại mấy chục ngàn người, mỗi người đem đi một chút quý vị, thì đem đi đâu hết. Nó, rồi mới hôm qua cho xe đến để moi cái hầm phân. Tại vì sao? Gạo xong quý vị, bỏ vô bụng, xong đi ra hầm phân, trả lại cho mình cũng là gạo thôi. Cái kia gạo trắng này gạo vàng quý vị, nó cho xe là hút, không đơn giản. Nước mà từ bên Hồ Pháp phải chở qua đây phụ, mua trước đó là mua 400 cái thùng thêm nữa, rồi bên Hồ Pháp chở qua, nước chở rầm qua. Mấy vị nói chuyện đơn giản, mấy chục ngàn con người mà lo cơm lo nước lo cuộc sống cho người ta để người ta tu tập về, đơn giản lắm. Rồi quý vị có nguyên một cái kho pháp thí, còn cái gì đâu. Tự Phật gì, sách cành đi. Thì người ta lỡ người ta tìm hiểu, người ta cũng thấy rõ ràng. Nhà chùa cực lực ban tổ chức làm đến nỗi muốn lé lử, nấu cơm đến nỗi cái nồi muốn bể luôn. Nấu gì đâu mà thấy ghê quý vị coi. Củi mới đem về xe, xong lễ xong những đứa hỏi củi đâu hết thì những quan. Dù quan đó trồng sạch nhất nữa thầy ơi thầy. Thầy thấy không? Kinh khủng không? Chụm quá trời chụm luôn. Nấu mà không tưởng tượng được mà quý vị mấy chục ngàn người. Cái miệng của tôi cứ chút tí tí vậy đó. Cái bụng của chút xíu mà tự chút tí. Nó ăn ghê lắm mị ơi. Sạch nhất hết chứ nha. Không còn hết chứ. Lương thực gì sạch hết. Sườn với hổm dư được đâu mấy trăm ký. Không còn cộng sườn. Không đơn giản đâu quý vị. Mà vui vẻ lo cho người ta. Nó phải ngôi chùa người ta đến đông, nó không đơn giản đâu quý vị ơi. Phải lo lắng làm sao kìa. Còn dụ như buổi ngày người ta đi về nhà người ta thì ta lỡ người ta dự chương trình cái ta chạy về. Còn chùa mình người ta ở lại. Ta ở lại người ta ngủ nghỉ ăn uống đó luôn. Nội mà chăn màn bây giờ thôi giác quý vị biết rằng là hôm qua có bà cụ bà giác xong bà lủi vô gốc cây. Nhức đầu quá bà giác một chút quá. Tối tăm một mặt. Lủi đầu gốc cây quý vị. Cuối cùng lỗ mũi máu không. Kinh khủng chưa? Giặt mà đến nỗi mà đạp, đến nỗi mà chạy chân chạy cẳng, nước ăn. Đâu có đơn giản, đâu phải là xong rồi đi xếp lại cắt đâu. Mồ hôi mồ kê mà xếp lại hôi đình, thúi chết mô luôn. Bao nhiêu loại mồ hôi, nó kết hợp lại, nó gom lại, nó thành liên hoàn cúp. Cái cỡ nào chưa? Nó từ nơi đó mới bị biết rằng, ý nhà Đức muốn nói với vị nghe là cái tấm lòng, cái gặp cái nơi tam bảo mà cực lực nhiệt tình có tổ chức lo, họ cũng cực lắm quý vị ơi. Phục vụ đại chúng đâu có đơn giản. Có một cái chú mà nguyên một nhóm mấy chú làm, mà trong đó có một chú thằng kinh nó hơi yếu. Phục vụ tam bảo xong, bữa nay Đức qua, ông ngồi gì nè. Nhưng Đức lỡ, nhưng Đức làm gì? Mà mắt cũng vẫn bình thường gì? Nó không có nhúc nhích, không có nhìn theo cái tay chứ không bị. Xong nhà Đức đưa cái mắt, cái tay gần lại mắt gì? Rồi nhà Đức
đi gịch ghe thử cơ mắt đi theo không. Nhưng mình thì người ta làm gì mình đi theo, mình có cái gì. Còn cái này mình làm gì xong gịch cái tay cái ống gì luôn. Cứ gì xong như tức gờ chán ống im gu, giống như mất hồn, mệt quá đơ, mệt quá thần kinh bị đơ. Bởi vì vị thấy những đức mà thần kinh vẫn còn gì là cũng đơn giản. Làm việc thấy ghê quý vị. Những đức làm việc cũng kinh khủng luôn quý vị ơi. Làm suốt luôn à. Làm hoài luôn vậy đó. Cái miệng làm hoài, hoài cái miệng. Không có lành da nó. À quý vị. Lâu lâu mà nổi đạn cái lâu hết. Tại vì nó không có thời gian được lành. Tại vì nó hàm là làm hoài vậy đó. Cái miệng nó cứ quạt tới quạt lui. Da mới có kéo qua lớp nhưng bị lành. Mất tiêu. Nó hủng lộ. Vừa mới kéo ngang cái là đâu có lành được đâu quý vị. Lâu ghê lắm quý vị ơi. Quý vị thấy không? Đó gặp một ngôi tam bảo mà cực lực lo lắng vì người ta đi quan sát. Ta đi coi hết. Tuy là Phật tử đến chùa ầm ầm. Nhưng mà tất cả những gì người ta cúng dường đều làm chân thật cho người ta. Có bao giờ mà nghĩ ngợi gì đâu. Thấy không? Nghĩ ngợi gì đâu quý vị. Nó, năm xưa mà có một đặc công ở bên Mỹ nó phái qua. Mà bị nó định sát hại Bác Hồ. Mà Bác Hồ mình giống như bậc thánh nhân chứ không có đơn giản. Bác Hồ mà ăn cơm mà xem kêu người dọn cơm dọn ra thêm cái chén đầu đũa. Người dọn cơm nó ủa bác, có mình bác ăn mà sao? Dọn thêm cái chén đầu đũa làm chi? Nói không, dọn ra đi có người xuống ăn. Thì ghê chứ gì? Nghe câu chuyện, những câu chuyện của bác không đơn giản đâu nghe quý vị. Mà đặc công đó là được rèn luyện ghê lắm á. Bao nhiêu con người á mà phải trải qua hết trơn mà chỉ còn có 2-3 người đậu thôi. Kinh chưa? Mà cuối cùng người đó mà sai qua đó đi gặp bác đó. Vậy đó mà leo lên mang sói chôn chịch. Chờ cơ hội bác mờ xuống đây ăn cơm. Không phải đơn giản nó mới bị u. Nó nói cho mình cũng hãnh diện đất nước có một bậc lãnh tụ tài đức. Nó gọi là Bác Hồ muôn năm kính yêu quý vị, gần gũi. Nên từ nơi đó mới bị biết rằng mời xuống ăn cơm xong. Mời xuống ăn cơm đi rồi muốn gì muốn. Bây giờ ông muốn giết tôi thì ông hãy lo đất nước này đi. Bao nhiêu người dân khổ đau. Và tôi phải giúp họ. Còn ở đây mà những đức nuôi mấy bà già mà nói ai mà muốn mà. Cái gì những đức thì nuôi 300+ bà già này đi. Đó, vị này phải đơn giản. Nghe không? Nên cái gì con người ai cũng có cái sai nhắc nhở người ta. Chứ ngoài ra cái hành động việc làm người khác là mình phải quan sát. Dù cá nhân họ mình xử lý họ không sao. Nhưng mà họ gánh vác mấy bao nhiêu con người khổ nhiều quá. Đó. Giống như con lằn mà như đức ngồi với hòa thượng. Với nói hòa thượng chắc mai mốt bên đại Tùng Lâm này con ít qua. Hòa thượng nói ông gầy ra bao nhiêu người để ông qua. Ai đứng ra để sắp xếp lo đây. Tôi già ông thấy. Quý vị biết rằng không phải đơn giản quý vị. Bao nhiêu trăm con người nhà mình chỉ có 2-3 người mà còn quan tâm lo gì. Mà con người nó đâu phải ngồi yên đâu quý vị. Tính này tính kia tính nọ. Mà giống như mình nuôi con người, giống như mình chuyền bóng. Đặt trách cho thầy này thì làm việc này, thầy này làm việc này, thầy làm việc này. Mấy ổng làm không được rồi, con người trên nhất phải ra tay. Thì mới giải quyết vấn đề im ấm được. Chuyền bóng quý vị. Nó phải làm được. Chứ nếu không mà mình mà đung đầu hoài cũng không được luôn, lờn. Không có giải quyết được. Đó. Nên tại sao người trên có những người ẵn, người hiện là gì đó quý vị. Nên từ nơi đó mà 3-4 điểm chùa chạy tới chạy lui như con đầm già. Bởi vì nhiều người ta nói hô cũng thông cảm. Tại vì không hô sao mà được. Có những đêm phim mà mình nói, thí dụ như mình đang lo một chương trình gì mà nói gì, tiền bạc nhiều quá phải mua đồ tặng người ta. Mà đang lo tự nhiên nó ngồi nó làm gì nè quý vị. Từ cửa sổ nhìn cái ánh trăng trên trời. Mà ngắm trăng không phải như là hàng mặc tử. Hàng mặc tử thì người ta làm thơ, người ta ngắm trăng, người ta viết những đoạn văn gì thơ văn.
Nên cái tâm ta nhìn thơ, người ta thi văn mà ta tự nhiên cái tâm ta thả hồn theo những ánh trăng, người ta nhìn ta đẹp lắm quý vị. Còn mình không phải ngắm trăng mà trăng ngắm mình. Quý vị biết nhìn lên trăng mà suy nghĩ giết hô không hô sao được, nghe không đó. Nên từ nơi đó mà mình nói những câu chuyện xưa cũng là những bài học. Cá nhân một người thì dễ giải quyết, nhưng mà đoàn thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đoàn thể phải suy nghĩ cho kỹ. Tại vì sao? Người xưa người ta khôn lắm quý vị. Dù là thù với ai nhưng mà nhìn cái người đó đang lo cho bao nhiêu con người ta không đụng. Chừng nào người đó không làm gì nữa chứ mới giải quyết. Đó là không tu gì hết đó nghe. Nên từ nơi đó mà bao nhiêu bà già cũng không đơn giản. Tại sao những đứa đến điểm nào mấy bà cụ bà cũng mừng? Vì mình nuôi bà, mình có cái tâm thương mấy bà già. Nên mỗi lần mà họp với mấy anh em, những đứa cứ nói hoài vậy đó. Phải biết cái ý nghĩa của nuôi người già, phải có tấm lòng nuôi người già, phải thương người già. Vì người già họ có công, mỗi người già đều có công. Họ sanh ra con, họ nuôi con khôn lớn. Con của họ bây giờ mỗi người đều có một trách nhiệm đối với xã hội đất nước. Bao nhiêu bà già ở đây, bà đẻ bao nhiêu đứa con mà nói quý vị. Thật sự mấy bà già trong chùa mà tổng kết con ra đi nhiều lắm á. Thì con mấy bà cụ cũng có học thức, có những người làm việc, có những người lo cho xã hội đất nước. Thấy không? Thì mỗi người nó đều có công, thì cái công là từ bà đẻ ra. Thì bây giờ mình nuôi được bà già này là đúng. Nên một xã hội, một đất nước mà nếu có cái tâm thương người già và nuôi người già, cưu mang người già, thì cái đất nước này không có khổ. Kính lão đắc thọ. Và biết á, gieo cái nhân tương lai mình già được thương yêu. Hãy thương người già đi, hãy thương trẻ em và người già. Vì trẻ em là cái khởi đầu của một đời người, mà trẻ em được khôn khéo, được dạy dỗ đàng hoàng. Nên Bác Hồ rất chú trọng về học tập. Bác Hồ nói một câu rằng một xã hội, một đất nước mà bị dốt nát thì con người đó sẽ dễ bị người ta đè đầu cỡ cổ. Tại vì mình dốt nát, mình không có biết cái sự mà nhận thức được. Thật sự những đức ít gì cũng biết vài chữ, nên mới đọc được sách xưa quý vị, nên mới lấy được tư tưởng xưa. Chứ nếu như không biết chữ nào chứ sao đây, không biết chữ nào chứ lấy đâu tư tưởng. Phải biết chữ, phải biết đọc, phải biết nó. Nên khi mà Bác Hồ mà vừa ổn định được đất nước một cái là tiêu đề ngày đưa ra là xóa đói, xóa mù chữ, viết một cái chữ thiệt to, gọi là viết mù chữ, chạy xe vòng vòng ngoài đường, mỗi một địa phương, mỗi vị trí phải đưa lên cái chuyện dạy học cho người biết chữ. Cái đó là cái trí thức mà Bác đi các nước trên thế giới đã nhìn ra được tại sao đất nước mình khổ, vì lạc hậu quá. Nên từ từ nó mới sanh ra được cái việc mà hiểu biết. Nên thật sự mà nói, một con người mà khéo léo hiểu biết là khéo léo học tập. Học tập là phải biết cắt xén và gom nhặt, và mình đúc kết lại thành một cái sở học. Mà cái sở học đó gọi là sở học phong phú. Sở học phong phú. Thật sự mà nói, vì như đức nuôi con người cũng do đúc kết mà ra. Đúc kết lại từng chút từng chút từng chút, si mình để ra người khác. Vì bản thân mình đều mong muốn được thương yêu thì mình phải thương yêu người khác thôi quý vị. Thật sự đó, chúng ta ai mà không thích được tặng quà, thì mình phải đi tặng quà cho người ta. Chứ sao bây giờ? Ở dưới miền Tây nói câu khách đến nhà không gà cũng vịt. Ít nói là đã khách đến nhà là phải quan tâm, phải lo lắng. Phật tử về chùa mình quan tâm nhiệt tình cho người ta. Nhà thì có nhiêu ở hết nhiêu thôi. Còn ngoài ra chỗ nào không có nhà thì nằm chỗ nào ngủ thì kể. Cũng hết lòng, đúng quý vị. Còn có cái gì có đồ ăn đem ra ăn hết đi. Thì thật sự đem ra ăn hết mà. Có gì thì đem ra ăn thôi. Cái bữa đó mà Phật đản chuẩn bị bánh quá chèn luôn, định chiều phát ra cho ngay cái chỗ ngồi á. Buổi chiều nấu cơm kịp. Không tưởng tượng được quý vị ơi. Những đức còn hợp nói rằng chiến này đông lắm, 10.000 người. Nếu có pháp hội này 10.000 người là dữ lắm rồi. Năm trước, mấy năm trước chương trình Phật đản của mình có 1.000 mấy. Chúng trong chùa luôn có 2.000 người. Bây giờ được 10.000 người là dữ lắm Phật đản rồi. Ai mà ngờ 30. Con số không tưởng tượng được quý vị. Cũng kinh ngạc luôn, cũng ngợp luôn.
đó. Nhưng mà buổi chiều những đức qua, buổi chiều những đức qua mà giảng buổi chiều thứ mùng 7 thì những đức biết rồi, chương trình đợt này đông. Thay buổi chiều đó là thấy xe đậu nheo nhóc hết trơn rồi, biết rồi chương trình ngày này đông. Nó thì quý vị biết rằng là không tưởng tượng được, không trở thai kịp, đồ ăn nấu đâu có kịp đâu. Mà đợt này củ quả mắc lắm quý vị ơi, củ quả người ta không có cúng, cúng chuối không à, chắc chuối rẻ hay sao, chuối sống, chuối không, chuối đâu có làm được món gì dễ đâu quý vị, củ quả mới kho được. Quý vị biết rằng một xe củ quả mà đi mua mấy chục triệu về ăn không phải đơn giản đâu quý vị ơi, 2.000 người mà đi mua một xe củ quả mấy chục triệu. Nên Phật tử mà ở xa khắp nơi nơi, người ta chở lên người ta cúng thì đỡ, ta mua tại gốc đồ, tại dừa đồ rẻ. Còn mình không biết, mình ra mua bịch mấy chục triệu có được nhiêu đâu. Bởi vì bao nhiêu ngàn con người này mà lo không có đơn giản đâu quý vị ơi. Nó nhiều thứ lắm á, đâu phải là nuôi ăn cơm đi, đâu phải dễ. Ăn cơm tứ tương đi, đâu phải, không phải dễ. Nó lo cho người ta mà người ta ở yên gì, người ta biết nghe lời mình. Mình phải quan tâm lo lắng cho người ta làm sao. Nhìn từ cái tổ chức của chùa mình thôi, nếu ai mà để ý cũng nhìn ra một cái đại. Cái đại là cái rộng lớn đó em. Tại vì sao? Vì mình đây mình lo, lo người ta quá nên người ta mới nghe lời. Còn nếu như mình không có quan tâm người ta không nghe mình đâu. Không quan tâm người ta không nghe quý vị. Người ta sẽ chửi nghiêng, rồi nó làm bánh chành nội bộ, không có giỡn đâu. Nên tại sao mà mỗi tuần mà đi quét dọn đồ, dọn dẻ gọn ghẽ được hết chứ? Vì lo. Đồ không thiếu thì mua, không có đồ bẩn thì mua. Nó nhẹ nhẹ là ngủ thì thấy chứ. Dễ đâu quý vị. Nay là giảng nhẹ nhàng đúng không? Nó kể chuyện rồi, kể chuyện rồi thôi. Đó, lúc này thôi mình kể chuyện nhiều nhiều đi vị ơi. Kể chuyện vui thôi. Nào. Mà vui cũng vui nhẹ nhàng nữa. Lúc trước mà cái thời gian mà mấy bà cầm bản hiệu theo á. Dữ dằn. Ừ đó thấy chưa? Cái thời điểm đó mà nhiều fan hâm dọa xuất hiện. Không có giỡn đâu. Nó vừa nhẹ thôi. Có cái bà ngồi phía trước là đưa cho đưa giọng với chàng. Không đơn giản đúng mấy cô. Bởi vì mà không kể chuyện cho vui vui khó lắm mấy vị ô. Bởi vì cái cách vỗ tay nó cũng hay lắm mấy vị. Hô lên cái làm cho người khác tỉnh theo. Bởi vì nó phải kết hợp nhiều cái lắm để mà nghe pháp được. Bằng mỗi tuần mà người ta về đây mà cảm thấy nó bình an, nó vui. Vì nó chút bỏ bớt đi những cái phiền não trong nội tâm. Chút bỏ bớt đi mà. Chứ bây giờ như Đức nói với vị, ở nhà đã mệt mỏi rồi mà vô đây mà còn ngồi đây mà. Nghe pháp xong rồi bà nào bà nấy mặt gì nè. Đứng lên mà đi bại. Kiểu như bà không có an lạc quý vị, cái mặt đâu có sát. Đứng lên đi bại. Thua rồi. Hai ba lần tổ chức thôi nó không đến một người. Hỏi vì sao lúc này bà không đi chùa nữa. Thôi. Buồn ngủ quá. Chiều không anh nổi. Ngồi tiếng ngữ.